tắm á các bạn. Cái nó bà gai ngay bầu á, trời cái miệng nó bị vậy, cứ sát sát rồi đặt nó nhăn đặt làm súng đó, la làng đánh có người ta ngồi đây nè đánh em. Chưa đợi đi tắm đưa nóng cho em đợi đưa nóng cho em hai gọi cả
Ủa cái miếng trong không có chỗ đó không có ái hả? Còn mục mà ở trên mái à? Cũng trong đó hả? Ờ phía dưới còn mục mà. Không sao đâu, cắt mình chết luôn. Đóng miếng lên sao rồi? Làm cái đó, cái kia nó toàn xuống ngắt không có ra được. Cái đó cái đâu cười nào? Cười là cười cái con trời. Rồi nó mục rồi. Quá trời mỏi nó bu như là cái cục cục lườm mà con ruồi nó bu chứ nó bu nông ngạt. Mấy người nào chân đi là không vậy? Đi không biết đi đâu. Biển thì đẹp có đi rồi, suối cũng đi rồi, núi cũng đi rồi, đi chơi rồi phải đi xa mà mùa hè này đi à, nát thôi. Trên kia chắc trời đóng ha, NTO vậy á, cháu nó chắc trời đông ha. Mùa hè dễ dòng đông, bình thường còn đông. Antonio.